Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ đã đăng trên Facebook cá nhân của mình: "Ngày mới bình an nhé các tình yêu. Một ngày nữa lại đến, Vũ đứng đây để suy nghĩ về lời hứa và uy tín của người nghệ sĩ, về danh lợi và cả lòng toan tính." Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nhảy vào bình luận rất nhiều. Tô Ni Phạm viết: "Vẫn tóc dài như ngày xưa." Quy Trần Quốc: "Thương em lãng tử, ăn ở hiền từ, có đức thì mặc sức mà ăn. Ông bà ngày xưa nói chẳng sai, chúc em và mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và an lành." Vân Phạm thì viết: "Ủng hộ Nguyên Vũ, vì người sống tốt hay bị oan trái, chúc Nguyên Vũ khỏe mạnh, bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống." Độc giả Phạm Thanh Thanh thì viết: "Chúc em và gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Em cứ học thuộc lòng và trắc nghiệm nó, chỉ có ba từ thôi, không quan trọng. Mình mất đi rồi sẽ không mang theo được gì, thà hà cớ gì mình phải bận tâm những hơn thua, ganh tị ở đời. Chúc em trai luôn được hạnh phúc." Nickname có tên Tư Cúc thì viết: "Người nghệ sĩ có tâm và cũng có tầm, luôn ủng hộ con, kênh con chính nghĩa." Bạn Thanh Nguyễn: "Ủng hộ Vũ, em là người đàn ông để được nhiều người noi theo, năng hành bất năng thiết." Bạn đọc An Điền: "Nguyên Vũ, chị ủng hộ em, thương bé Lon, em cố gắng lên nha. Kiện buồn đi qua hết, giúp đỡ cho bé Lon và bé Mỹ. Nghe em, chị lớn hơn em 1 tuổi hà, nhưng mà chị lúc nào cũng theo dõi Nguyên Vũ. Nhớ sau này đi đóng phim rất Hầm Lon cùng với Nguyên Vũ nha. Cố gắng giúp Hầm Lon nghe em Vũ." Ok. Quanh Kiều: "Chúc anh nhiều sức khỏe, mong anh và gia đình luôn vui vẻ và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc." Bạn đọc Lê Phúc Thịnh viết rất dài: "Việc ta làm chỉ cần ta hiểu, ta không thẹn với lòng, nên ai nói mặt ai. Ta chỉ mong nhân loại luôn mỉm cười, đời là thế, có kẻ thương người ghét. Chúc anh trai luôn tươi cười và luôn bình an nhé. Cuộc đời nếu im lặng quá thì đâu thú vị hả anh? Một người luôn biết chia sẻ yêu thương cho người khác, biết bảo vệ người sức yếu thế cô. Một người sống vừa có tâm, vừa có tầm, xã hội rất cần. Nhớ lúc sinh nhật của anh nói với chị Ni là hãy bảo vệ Hồng Lon dù bất cứ giá nào. Bao nhiêu đó cũng đã hiểu tấm lòng của anh như thế nào rồi. Vì anh và bé Lon chẳng thân thiết, nhưng thấy bé Lon cam chịu bao nhiêu cay đắng và thiệt thòi mà anh đã lên tiếng như vậy. Quý lắm tấm chân tình của anh, mãi vui anh trai nhé. Và mong anh đừng rời bé Lon, luôn luôn ủng hộ anh." Bạn đọc Lâm Võ Di: "Lúc trước không thích thú Vũ mấy, kể cả ca và diện mạo. Từ Vũ Hồng Lon đến bây giờ, thật sự nhìn ở góc độ khác, thấy ca cũng hay và đẹp trai, Vũ còn tuổi ngoài 20. Nhìn những người Việt thấm đượm tình người và nhân dân trong đó, hy vọng đây là bản gốc con người thật của Vũ." Bạn đọc Anh Minh: "Anh ủng hộ Nguyên Vũ, cảm ơn Vũ đã và đang giúp đỡ và yêu thương Hồng Lon, đại gia đình của anh Năm. Chúc Nguyên Vũ và mẹ của em nhiều sức khỏe, vui vẻ và có cuộc sống an lạc. Vũ ơi, hãy yêu thương Hồng Lon đến suốt cuộc đời này nha." Đoàn Trí Dũng viết: "Ủng hộ anh Nguyên Vũ, cứ theo chính nghĩa mà làm thôi anh. Miệng đời thế gian, anh đừng quan tâm nhiều mệt lắm. Chúc anh thành công, luôn quan tâm ủng hộ Lon nhé anh. Cái thiện sẽ thắng cái ác thôi anh. Đặc biệt nhà báo Song Minh, đứng bao lâu rồi mà tóc dài ra dữ vậy, ca ca ca."